quý vị, nhạc sĩ Linh Trí. Lên bài nhạc xíu ạ. Ban nhạc Lý Quỳnh Long. Ban hợp xướng Sài Gòn Choir. Tất cả những người làm nên Thiên Nga, xin phép cho tất cả quý vị có mặt ở đây hãy nhận đến đây chúng tôi lời tri ân chân thành. Quý vị đây dành những phút quý báu của mình vào những ngày cuối tuần, thay vì chọn một nơi khác để giải trí, quý vị đã chọn nơi đây đến để trải nghiệm cảm xúc vui buồn thanh hoa cùng nhiều cung bậc với Tiên Nga Gia Liên.